Hello, xin chào các bạn người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà đăng ký một cái kênh của Midjourney để mà thực hiện các cái bản kế mà dựa trên AI sẽ tạo ra cho hình ảnh cho các bạn theo cái ý tưởng của các bạn. Nó Midjourney thì nó đơn giản thôi, nhưng mà đầu tiên thì các bạn phải có ra các tài khoản với code nhé. Thì ở đây thì các bạn mình sẽ lấy một cái tài khoản dựa trên cái Gmail. Thì đây là cái màn hình đăng nhập. Ban đầu thì nó sẽ có màn hình như thế này. Thì cái đây là mình xài trên cái phần cái Discord, cái app nó tải về cho nó trên máy tính và là cái đặt vào. Nhưng mà nếu mà các bạn sử dụng trên web thì nó cũng tương tự như thế thôi. Cái cách thức nó cũng tương tự chứ cũng không khác. Thì ở đây mình thực hiện nó ở trên cái này. Thì nếu mà các bạn chưa có cái tài khoản thì các bạn đăng ký vào đây. Đó, các bạn nhập mail vào đây. Xong rồi đây là cái tên, đây là cái tên nó sẽ hiện ra bên trong cái Discord của bạn. Khi mà người khác có thể nhìn thấy cái tên của bạn là nó nhìn thấy cái tên này. Bây giờ sẽ nhập mật khẩu. Thì ngày tháng này các bạn cứ bỏ theo như bình thường thôi. Các bạn bỏ thông tin thì nó không quan trọng thôi. Rồi, chúng ta đăng ký là dựa trên một số cái captcha này. Đó. Kêu okay, một số cái hình to của cái ở đây. Rồi. Thì sau khi mà chúng ta đã đăng nhập vào đây rồi, bắt đầu nó sẽ yêu cầu là sẽ xác nhận trong cái email. Thì chúng ta sẽ vào cái email ở đó. Tôi đang xài Gmail thì tôi sẽ vào cái Gmail để xác nhận. Thì đây nó sẽ gửi cho chúng ta mấy cái email này. Thì thông thường cái email bình thường đây là chỉ là email giới thiệu thôi. Còn cái email đây là email để xác nhận này. Đấy, cho chúng ta nhập vào. Rồi thì sau khi mà các bạn đã xác nhận Gmail thì nó sẽ hiện cho các bạn cái này. Thì nếu như mình xài cái đang mở sẵn cái phần mềm của nó lên đó thì nó sẽ có cái bảng này để nó đăng nhập vào trong bằng cái này. Thì bây giờ để các bạn tìm được cái code ở đâu, quên cái Midjourney ở đâu thì các bạn bấm vào đây này. Các bạn có thể tìm ở đây này. Hoặc là nó có gợi ý chứ này. Nếu như các bạn đã đăng nhập trước đó ở chỗ nào đó có ai đó đăng nhập, các bạn nhập chọn vào đây. Đấy thì nó sẽ hiện cho chúng ta là cái này, bảng này. Thì mấy cái này thì các bạn có thể có thời gian thì các bạn tìm hiểu thêm một số cái thì có xem trong này, nó sẽ hỗ trợ cho các bạn một số thứ. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn vào đây tham gia Midjourney này. Nó chúng ta cho hiện lên cái bảng captcha này và chúng ta sẽ lại tiếp tục. Đây là một cách để kiểm tra khỏi không có giống con người hay robot thực hiện điều này thôi, chẳng có gì cả. Này chắc cũng không có gì xa lạ đâu các bạn đâu. Điều truyền ngày hôm nay thì nó cũng không được tốt lắm, có thể là nó hơi lắc, loát cũng hơi chậm. Rồi thế bây giờ là sau khi ấy nó không có hiện cái dòng này lên đó thì các bạn đã đăng nhập vào đây rồi. Khi đó nó sẽ hiện cho chúng ta có một vài cái new comment room này. Thì những cái này thì trong đây là người khác cũng đã sử dụng các cái lệnh đây. Thì các bạn nhìn lên đây thì các bạn biết cái lệnh của nó này. Đấy, người ta đang xài một số cái lệnh để tạo ra một số cái hình bên dưới đấy. Thì mạng mình hôm nay thì nó cũng vào cái thời điểm này thì nó đang đứt cáp hay gì đây thì nó hơi lắc, lót hơi lâu. Thì các bạn có thể xem cái hình này, bấm trong cái trình duyệt này, hoặc là bấm đây để đợi cho nó đấy. Thì để khi người ta hiện, khi người ta chọn tạo ra một ấy thì thường nó sẽ đưa lên 4 gợi ý. Xem thì chúng ta sẽ tìm nó lọc vào một cái quả chính xác. Thì hôm nay thì
Giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà để tạo một cái room riêng. Thì đôi khi là mình các bạn làm ngoài đây thì có số cái từ chuyên ngành mà hoặc là ý tưởng của bạn, thì các bạn muốn làm riêng cho các bạn thôi, không có muốn là để bên ngoài đây. Thì đôi khi là ý tưởng với lại khi mà các bạn chọn để tìm được một cái, ví dụ như mình để mình tìm làm ra một cái từ khóa nó đơn giản trước đi. Thì đến khi đây các bạn bấm đây xài cái bom này này, thì mình ghi này, ví dụ như chúng ta sẽ ta xài cái tìm tìm cái này để chụp lại. À, thì cái lần đầu tiên thì nó sẽ kêu bằng ship lại một lần nữa này, rồi đó thì kệ nó, kêu vào mình đã tham gia thì kệ nó. Thì chúng ta nhập lại cái lệnh đó. Đó, cái lệnh như khi nãy mình đã tạo. Thì cái nhược điểm đôi khi mà các bạn đã xài cái room công cộng như này này, là khi các bạn bấm vào đây ấy, thì nó loát với lại nó, cái lượt trôi của nó trôi rất là nhanh, nó không phải nằm ở chỗ này. Ví dụ như khi vào cái này nó đang nó đang loát thì nó nằm ở đây. Đấy, nhưng khi nó load xong thì nó lại chạy đâu, nó làm tốt dưới đây này, lại nằm dưới đây. Đấy, thế giờ rồi khi các bạn chọn một trong số cái option trong đây nữa thì nó lại làm load tốt lút như kia. Thì bây giờ thì chúng ta hoặc là có một số ấy, thì một số người người ta có một số từ khóa rất là hay, người ta chọn trong đấy. Thì mình nếu như các bạn nếu mà muốn làm có thì không mất ý tưởng hoặc là mất một số cái từ khóa mà các bạn đã tìm được hay ho mà các bạn muốn ấy làm một mình luôn, hoặc là để chia sẻ cho riêng cái cộng đồng của bạn, thì các bạn nên tạo cho mình một cái room riêng.